Ủa thầy ơi, ủa thầy ơi, sao bạn lớp phó mỹ thuật bạn khóc rồi thầy? Sao vậy Lâm? Mẹ mệt lắm, ngủ không rồi. Sao nữa, ngước lên nhìn thầy. Mẹ mày gì? Mẹ mình trúng gió rồi. Trúng gió. Thả hộp ra. Nhanh. Nhanh. Lê Dương Bảo Lâm hai lần. Tương ớt chiên su bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Áo song Việt Nam, bài hát của chúng ta. Phát sóng 21h15 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Tuấn ơi. Tuấn ơi. Tại họ kìa. Em ngẩng mặt lên nhìn thầy cái coi. Em Kiều Minh Tuấn. Đang ngủ buồn. Để tao giọng em lạ vậy Tuấn. Em đang ngậm gì trong họng vậy? Con ngón. Thầy kêu bằng Tuấn hơi hít gió đi thầy. Em Nghiện. Sao? Bây giờ em hãy cho tôi ba câu ca dao tục ngữ của Việt Nam có chữ ngậm trong đó. Ngậm trong lúc học. Là em đó. Thầy ơi, bạn Hiếu cười em. Sao? Em nhai cái gì vậy? Hả? Thè lưỡi ra thầy coi. À, thầy ơi, bị bệnh. Anh được không? Anh được không? Bạn hay, bạn bị bệnh rồi ơi. Thế bị khờ vậy thôi. Bị khờ. Nó khờ ông khôn á. Một lần nữa là bị đuổi nha. Giang nhái gì con? Giang nhái gì con? Móc họng ra thầy. Bạn nhai là nói bạn nhai. Móc họng thầy. Nhả ra. Không, nhà nhú hết thầy. Nhà nhú hết thầy. Nhả đi. Em đáp bạn cái mì mà. Ủa thầy ơi. Ủa thầy ơi. Sao bạn lớp phó mỹ thuật bạn khóc rồi thầy? Sao vậy Lâm? Mẹ mệt lắm. Ngủ không rồi. Sao nữa, ngước lên nhìn thầy. Mẹ mày gì? Mẹ mình trúng gió rồi. Trúng gió. Thả hộp ra. Nhanh. Nhanh. Lê Dương Bảo Lâm hai lần. Một lần nữa là tôi mời em ra khỏi lớp nha. Nha. Em nhai cái gì vậy? Em nhai cái gì vậy? Em đọc công thức. Đọc công thức. Em nhẩm công thức. Nhẩm nha. Nhẩm. 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 À. Đây thầy bóc miếng chưa? À. Rồi đây. Hương. Rồi đây. Hương. Nó đấu vào rồi thầy. Trời ơi. Trời ơi. Giả vậy vậy? Trời ơi. Không có. Em giấu bao trong giờ học đó. Cái này là cái miếng đậu cầm. Em mới làm cầm silicon của em. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Tuấn mới là đàng hoàng quá vậy Tuấn. Dạ. Sao thầy? Nói lại cái coi. Dạ. Dạ lại cái nữa coi. Dính răng. Hả không bự ra coi. Có gì đâu thầy. Có thì cứ không có thì mình cứ hả hay gì đâu. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Bạn Lâm nữa kìa thầy. Mẹ em. Bạn Lâm nhỏ lớp đi. Bạn Lâm hư quá à. Rồi bây giờ mẹ em bị gì nữa hả? Giờ mẹ lành thì tới lượt ba bị đau bụng. Ba bị đau bụng. Sao không khóc? Đang nhai thuốc cho ba thầy. Em hả hồi miệng ra coi. Nghe trầu thầy ơi. Em giỡn mặt với tôi. Em đang điền con trầu. Em giỡn mặt với tôi hả? Nghe trầu rồi. Hai đúng rồi, đúng rồi. Ba lần rồi nha. Phan Lê Vi Thân.
Em làm cái gì vậy? À. Nhả ra. Em mấy lần rồi? Một lần. Hai lần rồi. Sao đàng thầy? Hoàng quá ha. Trời ơi, em là kỷ luật mà thầy. Trời ơi, hai đồ giấy luôn. Trời ơi, em viết văn chưa, em lai láng lắm. Chờ xem. 5 phút nữa hết giờ nha. Em lận cái gì vậy? Ngứa thầy ơi. Em ngứa hoài vậy đó. Trời ơi, em bị da liễu. Em dị ứng với cái gì? Dạ dị ứng với bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn bạn này ăn dụng đó thầy, nó cứ bay qua bên em và nó ám vào da của em, làm em ngứa mãi thôi. À trời ơi, bạn Giang cũng văn chương lai láng ha. Dạ. Yeah. Chữ bác sĩ quá vậy em. Dạ sao, đã hết ra xong rồi thầy. Chưa, còn vài phút cuối cùng, em nhái gì vậy Lâm? Nhút vào họng em. Hỏi nha, hỏi nha, hỏi nha, hỏi nha. Nhả ra. Hỏi ra. Nhả ra. Nhả ra đây, lẹ. Rồi nuốt vô. Thầy ơi, nó giả bộ dịch ra nhưng mà nó ăn. Bạn bị khờ, không có chấp nhất bạn. Trời ơi. À, khó hả? Hay quá. Không có gì hết trơn á. Đâu nét khờ, nét khờ sao đâu? Dạ, không em hết khờ, em giờ em khôn lắm. Vậy là thầy bắt. Dạ. Vậy là thầy bắt. Ủa? Đâu có nhà gì đâu thầy ơi, tha cho em đi, em đang làm bài. Hết giờ. Dạ thưa thầy, con xin đọc bài của mình. Mời em. Đề là hãy tả người bên phải của em. Tuấn. Tuấn. Em định bắn bạn Lâm mà ai ngờ trúng bạn Thanh. Em không coi tôi ra gì à? Dạ. Hả? Cái lớp hay cái chợ? Mời bạn Lâm tiếp tục. Lớp em có rất nhiều Hiếu. Ví dụ như Hồ Quang Hiếu, Lê Hiếu. Nhưng em vẫn thích anh Hiếu. Đó là anh Hiếu thứ hai. Có ai đâu cự? Em thích gậy em, tôi thích gậy. Ấy là ai? Đây là Trần Minh Hiếu mà. Đây là Trần Minh Hiếu mà. Em ơi, Hiếu thứ hai là ai em? À, vậy em làm lộn lớp kế bên rồi. Ok, vậy lớp em có rất là nhiều Hiếu. Hồ Quang Hiếu, Lê Hiếu. Nhưng em thích nhất là Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu có cặp mắt tròn như bi ve. Bạn Hiếu có khả năng sáng tác. Bạn sáng tác bài ngủ một mình. Vì bạn ngủ bạn ngáy rất nhiều. Hả? Không cho ai ngủ cả. Và khi mà ngủ với bạn thì rất bị ồn, bị thức nguyên đêm.